Hãy
Chiến trường mà không có kiếm thì làm cái gì? Đi ra tiếng chiến, chiến trường mà không có kiếm, cái gậy kiếm trong người, hai nhà ra đây kiếm mới sạp được. Không có trách nó, thành trách nó hoài, trách hoài, nó dở quá, nó lười dở quá.
cái ông biển cũng chắc đó, đường cũng chắc, thành chắc đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi, chưa quay. Quay chi? Chở quá quay chi? Chứ ba người chụp hình là không phải chỗ gì cả. Rồi vậy mình cứ tự. Cái đó ông hay gì mà hay giờ cũng đó sao biết cốc sao biết vậy năm vậy mà cũng biết hả. Các anh còn đu đeo dữ lắm chứ, đâu phải các anh dễ dàng buông xuôi đâu mà biết mà. Cố gắng lắm mà.
quên luôn. Trong à. Mày. Má ơi. Rồi.